Dạ vâng, shop bán hàng online để xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể anh em yêu thích đam mê săn bẫy. Thì shop bán hàng online bán những cái dụng cụ săn bẫy, bẫy chim, bẫy cò. Thì trong cái nội dung video giới thiệu sản phẩm này thì gửi tới anh em hai cái mẫu lụp để bẫy những con chim mìm bịp. Thì chim mìm bịp ở ngoài tự nhiên bây giờ rất là nhiều anh em nhé. Và khi mà anh em đi đánh thì đạt hiệu quả rất là cao. Đặc biệt là những con chim mìm bịp này thì người ta không dùng lưới bắt, nên là còn rất là nhiều và cái số lượng sinh sản trong một mùa nó rất là nhiều. Anh em đi bẫy về có thể là ngâm rượu hoặc là làm mồi nhậu những cái ngày cuối tuần, đánh giải trí thì cũng rất là hiệu quả. Thì shop bán hàng online thì bán đầy đủ các loại phụ kiện để anh em săn bẫy. Ví dụ như riêng cái dòng bẫy bìm bịp thì có những cái lụp bẫy bìm bịp, rồi thòng bẫy bịp, mẹt bẫy bịp rất là nhiều. Thì ở cái nội dung giới thiệu sản phẩm này thì gửi tới anh em hai cái mẫu lụp mà bên shop đang bán ra ngoài thị trường. Và cái mặt hàng này thì cũng khá là chạy hàng anh em nhé. Và bên cạnh đó thì bên shop còn bán những cái loa phụ kiện để anh em đi bẫy chim bìm bịp cũng như là bẫy chim sẻ, chim chào mào cho nó hiệu quả. Thì đầu tiên là muốn gửi tới anh em một cái loại thông dụng nhất. Thì cái hàng thường này thì có cái áo lụp màu đen như thế này anh em nhé. Sản phẩm bên shop bán ra ngoài thị trường thì toàn bộ sản phẩm là những cái hàng inox 100% để phục vụ anh em chơi lâu dài. Giá thành thì nó có mắc hơn so với những cái dụng cụ bằng thép, nhưng mà nói về độ hiệu quả hay độ bền thì hàng inox là cao nhất anh em nhé. Đấy, đối với chiếc lụp thường thì có áo màu đen thì hàng nó giá nó cũng rẻ thôi, nó chỉ hơn 1 triệu anh em đã sở hữu được cho mình một cái lụp thường như thế này rồi nhá. Và sau đây thì cũng xin phép được tháo cái áo này ra để giới thiệu cho anh em cái áo lụp này. Sản phẩm thì nó được làm thủ công, nhưng mà giá thành của nó thì cũng rất là rẻ anh em nhá. Giá thành của nó cũng rất là rẻ. Thì sau khi mà tháo áo lụp ra thì anh em xem toàn bộ những cái lồng này. Cái lồng, đối với những cái lồng này thì anh em làm lồng bẫy nên là cái diện tích đòi hỏi nó phải rất là rộng. Khi rộng như thế thì anh em có thể là cho những con chim mìm bịp nó đứng lụp, nó quen lụp thì mới mang đi bẫy được anh em nhé. Rộng như thế này thì anh em có thể là để được cả những cống ăn, cống uống và cho chim ở trong này thoải mái. Thì toàn bộ những cái lan to thì bên shop đã được hàn thủ công, còn những cái lan bé thì đã được buộc dây dù và nhỏ keo. Về cái phần lưới thì mắt của nó là mắt 4 phân anh em nhé. Mắt thì đảm bảo cho anh em là vào lưới bằng tay này, không chạy mắt và siêu dai, nên đảm bảo là khi mà mua về đánh thì được thời gian rất là dài, cái lưới này nó không bị ải anh em nhé, không bị ải. Đấy, sản phẩm thì nó cũng rất là nhẹ thôi, nó chỉ hơn 3 cân một chút và rất thích hợp cho anh em mang đi đến những cái địa điểm xa để đánh hoặc là đi để thi đấu mồi nha anh em nhé. Cũng rất là tiện. Khi mà mua hàng thì anh em nào mà có yêu cầu độ thêm những cái cầu tử này bằng cái dây cáp điện thì bên shop sẽ làm và phục vụ anh em. Đây là cái mẫu hàng thường nha anh em nhé. Mẫu này thì nó chỉ hơn 1 triệu một chút thôi và đã bao gồm giá ship nhé. Và bên shop thì gửi hàng toàn quốc. Đấy, khi anh em đặt hàng ấy, thì bên shop sẽ gửi hàng ship COD. Anh em đến thì anh em mới phải thanh toán, phải trả tiền. Và trước khi thanh toán trả tiền thì anh em được phép kiểm tra hàng xem có đúng với cái video em giới thiệu quảng cáo hay không anh em nhé. Đấy, đây là cái loại thường. Và tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho anh em một cái loại lồng thừa. Thì cái lồng thừa này thì năm ngoái bên shop bán thì giá thành của nó là hơn 2 triệu cơ, nhưng năm nay bán thì tri ân khách hàng và bán giá thành của nó cũng rất là rẻ. Đấy, rất là rẻ. Anh em nào mà chơi lâu năm mà mua cái sản phẩm này dùng rồi ấy, mà xem được cái video này thì hãy để lại bình luận đánh giá ở dưới video nhé, để tăng thêm tương tác. Và khi mà anh em mua hàng lần 2, lần 3 thì bên shop sẽ có chính sách khuyến mại hoặc là tặng thêm quà cho anh em nhé. Đấy, thì cũng nói qua một chút về đặc điểm của cái này thì hàng của nó có đặc điểm nhận dạng là nó có một cái áo lụp màu bộ đội như thế này anh em nhé. Chỉ có cái hàng thừa này mới có thôi. Và anh em quan sát đấy, nó là inox không được sơn nhé, không sơn, inox trắng không sơn. Còn cái mẫu thường kia là có sơn một lớp ngụy trang màu đen. Và đặc điểm là cái cầu tử này thì được làm bằng mây anh em nhé, được làm bằng mây.
Tại sao được gọi là lục cao cấp và được tại sao được gọi là lục cao cấp thì nó có lớp chống bể mùi. Và anh em quan sát đây, những cái đường lan này, lan thì làm rất là dày, lan to rất là đẹp và buộc rất là chắc chắn. Đối với cái sản phẩm thường kia thì một tuần thì bên shop làm được 3 cái. Nhưng mà đối với cái sản phẩm mà lục thửa này thì một tuần bên shop chỉ được 1,5 cái thôi anh em nhé. Công nó mất rất là nhiều. Công mất rất là nhiều. Làm ra một cái lục như thế này thì cũng mất rất là nhiều ở công. Đấy, nên là giá thành của nó có đắt hơn một chút. Và cái sản phẩm này thì nó gọi là hàng đẳng cấp rồi. Diện tích rất là rộng. Đấy, diện tích rất là rộng. Độ nhạy thì cao. Đối với hai cái sản phẩm này thì anh em có thể là vừa đánh đất vừa treo cây cũng rất là ok anh em nhé. Và diện tích rộng như thế này thì anh em có thể là nuôi hoặc là cho đứng lục ở trong này thì cũng rất là tiện. Đấy, cũng rất là tiện. Thì một cái video giới thiệu về hai cái lục để đánh mìm mịt, một cái loại thường màu đen và một cái loại hàng cao cấp màu trắng, đến đây là hết. Anh em nào mà xem được video mà muốn mua hai cái lục này thì hãy để lại số điện thoại, hoặc là muốn tham khảo thêm những cái phụ kiện săn bẫy ở bên shop đang bán ra ngoài thị trường thì hãy kết bạn với cái số Zalo em để dưới góc màn hình để được tư vấn thêm về những cái đồ bẫy. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.